Vô dây nè ơi. Em video mình thấy rất là tuyệt vời đúng không anh em? Video cưa cây khó mà nhà đồ nghề mình giống như nước ngoài nha anh em. Hồi nãy nó có sơ suất nhỏ, nó có một cái nhánh nó quẹt quẹt vô cái chỗ lưới trồng rau kia thôi. Là cái anh ở dưới đó anh không nghe lời mình, anh kéo bị ngược, đâm ra nó vô vậy đó anh em. Anh em tiếp tục đón xem nha, mình đang cưa nha. Rồi tháo cái chỗ kia ra anh ơi. Trời mưa luôn rồi. Sáng làm cây này xong xuống luôn Nghĩa ơi. Rồi vô dây Nghĩa ơi. Nghe mẹ ơi. Chưa rồi, để tí cũng về cũng giặt. Làm vậy ok không Đông? Ok không? Làm vậy thấy ok không? Tỉa tới đây thôi à, tỉa hai cành này nữa thôi à.
Cái dầu nó đâu kêu cắt đâu. Không kêu cắt. Đâu kêu cắt đâu. Ừ. Gì ghê hả? Giờ phát sinh thêm hả? Thôi tao không cần lấy gỗ đâu. Xem cái này nó xoáy, nó sẽ không bị xoắn dây nè. Rất là tuyệt vời luôn nè. Đó. Cái này nó chịu lực hơi bị ghê luôn á anh em, chịu lực cái này nó chịu lực 30 kW là 3 tấn nha anh em, ghê không? Cái này không mà 3 tấn nè. Còn cái này 16 là 1 tấn 6. Này là 2 tấn 2. Dây là 2 tấn. Lôi lên đi anh, lôi lên thoải mái đi, em đang đứng đây rồi không sao đâu. Rồi vô dây anh ơi. Cưa mấy nhánh nữa rồi xả ra ha. Ờ cưa xong rồi xả luôn. Đông ơi. Đông. Sụp cái kia thiệt hại nhiêu à? Nếu sụp cái đó thiệt hại bao nhiêu vậy? Ôi. Đông cười. Thôi. Rồi thả dây ra anh, thả dây ra. Thả dây ra đi. Cô kêu là tỉa hết tàn này là thôi, còn tàn cái này để lại sao? Để lại. 1, 2, 3. Ừ. 1 nè. 2 nè. 3 nè, 3 đưa trên nhà nè. Bây giờ tiếp tục hút cái này anh em. Chung chung dây ra tí không cần căng nhỉ ơi. Nhỉ. Chung chung tí không cần căng đâu.
Trùng trùng dây ra. Trùng ra nữa đi, trùng ra nữa đi. Trùng dây nữa đi, trùng dây ra nữa đi. Trùng dây ra hiểu không? Trùng dây ra nữa đi. Đừng có cho căng quá. Rồi rồi rồi. Rồi 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 được rồi. Một vòng quấn giữ nổi không? Quấn một vòng giữ nổi không? Nhánh này to quấn hai vòng đi. Rồi.